Chào các bạn, đây là cái hệ thống bơm nước giếng tự khoan của mình. Hôm bữa là mình khoan bằng tay á. Thì nếu bạn xem lại thì có thể xem lại video trước, mình sẽ để link bên dưới phần mô tả. Thì hiện tại cái giếng này mình khoan do khoan bằng tay, thì cũng tùy vùng nên nó có thể được khoan đủ độ sâu để chạm cái mặt nước ngầm ở dưới, hoặc là không, khoan sâu khoảng 11 mét là gặp rồi. Nhưng hiện tại thì cái giếng này nó không gặp được mạch nước ngầm nên cái lượng nước nó thấm vào đất không đủ để bơm ra bên ngoài để mình tưới. Vì vậy mình sẽ khắc phục cái trường hợp này bằng cách nào. Bây giờ mình sẽ bơm thử cho các bạn xem nó bơm sẽ như thế nào nha. Đây là lớp B mình đang ở trên. Còn đây là ống 60 mình giảm lên 34, mình vào máy bơm. Từ máy bơm mình bắn ra. Đây mình đã mồi nước xong hết rồi. Mình chỉ cho nó vận hành thôi. Hiện tại thời gian đầu mình để lâu ngày rồi đó. Hôm qua tới nay thì một khoảng thời gian dài á thì nước nó tụ ra nhiều nên nó bơm ra rất là mạnh. Nhưng mình bơm khoảng một chút thì nước sẽ hút lên hết nước bên dưới thì nó sẽ bị hụt nước nên motor sẽ dừng lại. Đấy, bây giờ bạn thấy nước không? Nước bây giờ nó đã chạy yếu rồi rồi. Và hụt nước luôn. Đấy. Máy bơm vẫn chạy bình thường nhưng nước chạy yếu lại và đầu nó dừng hẳn luôn. Là do nước bên dưới nó đã hút lên hết rồi. Đó, bây giờ máy bơm nó bọng nó hú như vậy đó. Rồi, mình đã tắt máy bơm. Thì bây giờ nếu mà trường hợp như khoan không gặp mạch nước như thế này thì các bạn cần nó bơm liên tục để nước ít nhưng mà vẫn bơm liên tục được. Thì có một biện pháp để xử lý là chúng ta sẽ giảm nước đầu ra hoặc đầu vào, giảm cho lượng nước ở bên đất nó thấm qua đủ cái giếng này nè, giếng khoan này nè, một lượng vừa đủ dưới nước mình lấy ra là máy sẽ chạy hoạt động liên tục. Bây giờ mình sẽ gắn thêm một cái van vào cái đầu ra đi cho nó đơn giản. Ở đây thì mình dùng một cái van 34 luôn, tại ống nước này 34 mình sẽ tháo ra. Đây là cái van 34 mình gắn sẵn rồi. Thế này. Bây giờ mình tiếp tục mồi nước lại để mình bơm nước lên. Mình sẽ giảm cái van này lại. Thế này. Giảm rồi mình giảm tiếp tục. Nếu mà vẫn hụt nước thì mình giảm tiếp tục cho thấy cái lượng nào mà nó hoạt động được lâu mà không bị hụt nước thì chúng ta sẽ giữ cái mức này. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy lên để mình chỉnh mực nước lại cho nó vừa phải. Mình chỉnh thấy cái lượng nó vừa phải thì mình sẽ dừng lại luôn. Mà giữ mức này làm chuẩn để lần sau mình không cần phải chỉnh nữa. Đấy, bây giờ mình đã hạn chế được cái dòng nước ra, nó đã ít lưu lượng nước ra, nó đã ít hơn rồi so với lúc nãy mình mở hết ra. Thì cái lượng nước ở trong đất nó thấm ra từ giếng vừa với lượng nước mình hút lên thì máy bơm sẽ hoạt động liên tục. Nó hoạt động đã khá lâu rồi nhưng mà nó không bị dừng lại. Thấy không? Là mình sẽ vận hành cho hệ thống nó bơm liên tục như vậy. Được.
Đây, cái quan mình để như vậy đây. Máy bơm. Đây là xuống hệ thống lớp D. Hệ thống giếng. Đây cái lớp D của mình, lớp D mình đặt bên trên như vậy nè. Đó. Chuyện này lắm. Đây. Cái lượng nước bắn ra như gì nó cũng là khá nhiều các bạn à. Tại vì tưới chữa cháy mình không phải tưới để cho nó ướt tất cả. Mình chỉ ướt nửa một lượng vừa đủ để duy trì sự sống của cây thôi. Để qua cái cơn hạn này. Đây xuống mưa. Mưa này nó cạn hết rồi, bây giờ mình sẽ bơm vô để cho nó đầy cái hệ thống này. Đây là hệ thống bơm phun sương của mình bên dưới đó. Đó lớp B nó như vậy đó. Rồi. Cái máy bơm to mình để trong này. Rồi mình bơm cho toàn bộ vườn cây sầu riêng luôn. Sầu riêng giờ nó xìu lá trơn rồi, mít nó cũng muốn rụng lá, nó khô quá trơn rồi. Đó. Như vậy đó. Rồi máy bơm mình đã hoạt động liên tục hồi nãy giờ rồi. Mình chỉ việc chờ cho nước để vừa đủ lớp B để tưới thôi. Tưới dạng chữa cháy thôi. Rồi các bạn.